Ka Champey Kraham. Ning sat laat. Champey Kraham chea damnam lomo muoy knong chomnom damnam lomo tieng ot da mien chomngu ning sat laat bomplaing tik tuoch bomphot. Tae yeung mun aich rop tha khmien sot nu te. Chomngu ning sat laat da thlop chuop proteh mien doch chea mê rốt đai bằng co láng đòi sát lát. Mê rốt đai bằng co láng đòi sát lát tay anh tại cát miền nông rồi đầu liền nâng cát làng nơi còn lại là miền sông nam của buộc đai bằng co láng đòi sát lát đồng bốn cát miền đồng bào nơi tam đám lắc nâng rực bần đá mốc bị ca pro tế bạc rồi bọt nẹ đàm rư chân lọt quên này ca đặc trình chùn. Rùa đam chồng bay cửa hóm chia rút cả chết biêm tực ai cát miền ca toàn bàn và nghề thua ỏi miên đồng bào. Mê rút sạch chùm ngược sạch bần đá loài cát a ca rạc rồ lúi để tan tại cát làng nốt nông rồ đầu liền hỏi a ca rạc rồ lúi nì cát lơ đám rưu mệt. Các bản đọc mốt vì ca pra ốp bộ co mình sát rực đáy để pra xâm rạp đám xàm phì. Rốt vì rụt. Mê rốt vì rụt cát lơ đám chồng bầy mùi hơi riêng bát tam còn lại để miễn đám chồng bầy thư ỏi slắc rốt đắp rốt đọc ca trâu thoi chọc chuồn cá ca chanh mốt chuối mình sát. Vì thiên là ca ca phía đám chồng bay cửa hóm nâu còn lại để miền cho chanh chô lọ nâng bình lưu cực gọn ốp bộ co xâm rạp đám trâu thơ ở miền run tức hô chanh sửu còn cho nâu chồng này để miền chồng ngừ hơi bánh tháng năm ca phía ca rượt thơ mạng trâu cũng chắc xa lạc để miền mê rộp nâng sạp miền chỉ vật đen bóng co mê rộp liêng sống ăn ốp bộ cỏ nông ca đầm nâng phùng rịch vùi. Câu mê ẩm bào ca bông phai nồng bốn chắp làng si slật nâng trùi cháy cháy rồi hốt đo thùng về si slật thông nông này khẳng gróm này trùi si to thlúc liêng lụt lọt nâng khôi tùm ruộng đào. Đoàn cầu trâm tài muối rửa bí ba nông mùi mệt có ai thua ở slug rung rùi hoặc bàn đài. Ca ca phía nâng cầm chặt bà khơi đoàn cầu chắp chanh ở ọc bà chuốc mê ổng bào khám áo rửa lướng nông xuân cả cua pra cần trọ chắp sát là ất bóng làng cho mùn bê viếp bần tò bút rửa bồn. Sân cơi mà sao về bơ tực tam trùi chảy rửa tam còn điên sắc nay trùi thua ỏi trùi bẩn thói ca lụt lọ hai con chọc rộm ai cho rèn xe đòi ca chảy cả rửa trùi chốc lụt lọ ca ca bia cầm chặt trùi đá bóng lai ở Việt Huế rửa cống dương trâu cắt trùi nụ vô tư bóng lai chồn. Cú bởi nhát sẵn à rư sẵn mọi phần. Sẵn mọi cửa hòm tan khơi lư sẵn lạc chắp vì trùi cháy. Rồi hốt cho một đo sẵn lạc tì phạm phí rư tì đọc. Vì bớt xa rập hết trên trong vì sẵn lạc. Thưa ỏi miên sẵn nam đồng bào. Hơi sẵn lạc miên bồ lương. Lê bồ sẵn lạc chênh hơi sẵn lạc trục. Ủ xa truốt bình nật sắc trọng bày bà khởi sở mơ cửa hôm trâu chạp chảnh. Bà nguyên sở mơ cửa hôm trán hơi sắc trục của bánh thân nằm. Rùa huyết chỉ thân nằm cầm chất phương sở mơ cửa hôm. Lường
សង្កេតភ្លើងតូចនឹងធំអាចចូលមកបំផ្លាញដោយប្រើមាត់គៀសាច់ស្លឹកខ្ចីនឹងផ្កាខ្ចីឲ្យខ្ទមជាមុនសិនទើបវាបឺនយកសារធាតុចិញ្ចឹមជាអាហារពេលស្លឹកនឹងផ្កានៅខ្ចីការបំផ្លាញមានទំហំកើនឡើងស្នាមដំបៅដែលកើតចេញពីការបំផ្លាញក៏រីកធំឡើងដែរនៅពេលដែលផ្ការីកធំស្នាមដំបៅនឹងឃើញច្បាស់ ហើយផ្កាមានពណ៌ស្លាំដែលគេហៅអាការៈបែបនេះថាសត្វល្អិតស៊ីពណ៌ត្រូវបាញ់ថ្នាំគីមីដើម្បីកម្ចាត់តែយើងគួរប្រើនៅពេលថ្ងៃព្រោះសង្កេតភ្លើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនៅពេលថ្ងៃថ្នាំគីមីដែលប្រើក្នុងការកម្ចាត់គឺពពួក មេថូមីលកាបាវីលជាដើមនៅពេលដែលរៀបត្បាតខ្លាំងអាចបាញ់ញឹកញាប់បានប្រហែល3ទៅ5ថ្ងៃម្ដងប្រើរហូតតទៅចំនួនសង្កេតភ្លើងថយចុះទើបបន្ថយការបាញ់ថ្នាំឲ្យរវល់បន្តិចតាមការតាមដានស្រាវជ្រាវកន្លងមកគេបានសង្កេតឃើញថា សត្វល្អិតដែលបំផ្លាញមកលើចំប៉ីក្រហមនេះគឺមានតែសង្កេតភ្លើងនេះទេចំណែកជំងឺនិងសត្វល្អិតដទៃទៀតមិនមានបញ្ហាអ្វីដល់ចំប៉ីក្រហមឡើយសង្កេតភ្លើងនេះនៅតូចមានពណ៌លឿងពណ៌ចំបើងសឬពណ៌ខ្មៅកំឡុងពេលនេះវាបឺតសារធាតុចិញ្ចឹមពីសាច់ ស្លឹកខ្ចីនៅផ្កាខ្ចីជាអាហារចំពោះមធ្យោបាយកម្ចាត់សត្វល្អិតប្រភេទនេះយើងត្រូវប្រើថ្នាំគីមីដូចជាពពួកមីថូមីលបើចំប៉ីក្រហមត្រូវបំផ្លាញដោយសង្កេតភ្លើងខ្លាំងនោះក្រោយពីកម្ចាត់ហើយយើងអាចបាញ់ជីលេខទឹកតាមស្លឹកដើម្បីលាងសម្អាត